Nó xin chào các bạn, bữa nay mình đã cưa chi nhánh 2 Đức Huệ. Các bạn đi giao máy tại đệ tử mình, bữa nay nó giao máy trên Trảng Bàng, thành ra nó không có ai giao máy ở ở biên giới này, nên mình nay mình lấy máy từ chi nhánh 2 Đức Huệ các bạn. Nó hôm nay mình giao máy lấy từ máy từ nhánh 2 Đức Huệ xuống giao phủ thằng đệ tử mình các bạn. Nó tại đệ tử mình giao, nó giao máy ở chi nhánh 2 Đức Huệ nhưng mà nó mất đi giao Trảng Bàng các bạn ơi. Nên hôm nay là mình sẽ đi xuống đi giao phụ cho đệ tử mình một con máy điện tử các bạn. Giao cho trường học cô giáo Bình Hòa Hưng các bạn ơi. Đường kia mình phá đi đường này nên mình tắt đường này, chứ đường kia cũng có đường đi nữa các bạn. Nhưng mà mình phá đường biên giới, mình đi vòng xuống đường biên giới, mình đi vòng lên ra cầu Bà Vẹt, cái mình quẹo lên trường, quẹo trái là trường học Bình Hòa Hưng các bạn. Trường tiểu học Bình Hòa Hưng. Nó anh em, bữa nay mà hành trình của mình là mình phá đi đặng quay biên giới các bạn ơi, chứ không có gì hết á. Quay được mình cuộc sống mình phải thiên nhiên các bạn. Đó, bữa nay hành trình của mình giao cái máy này xong, nhiệm vụ mình xong các bạn, rồi mình về Sài Gòn. Đó, mình giao phụ đệ tử mình, tại bữa nay cũng hên, mai tiệm mình nó bán cũng nay bán được 2 cái máy. Nó các bạn, nên là hả mỗi cái đi xa xa không nên nó lỡ dở, nên mình phải xuống mình giao phụ. Cái biên giới là nó ưu tiên, nó dành mình dành hết các bạn ơi. Ở đi biên giới mình giao máy là mình dành hết. Bữa nay là hành trình chuyến giao máy của mình là biên giới Campuchia, Việt Nam. Đó các bạn, cái này là con đường dài, cờ dài nhất nước Việt Nam nè các bạn. Đó, cuộc sống của mình là đi liền với thiên nhiên, với cuộc sống của mình là phải đi đây đi đó các bạn. Cùng mình bán máy may là khắp, sửa máy tận nhà luôn các bạn, ở đâu mình cũng đi các bạn. Đó, biên giới là đi hết Tây Nam nè các bạn, đường dài, cái cờ dài nhất nước Việt Nam các bạn. Đó, đó các bạn nè, dài. Đó các bạn, cờ rất là đẹp các bạn. Ừ, quá dài luôn các bạn. Đó, này rừng không? Đây là biên giới nè các bạn. Đó, rất là đẹp. Này đường ta cũng chạy nhiều lắm anh em ơi, quá trời người chạy luôn các bạn. Chỗ này dưới này ta làm lúa, ở biên giới ta làm lúa các bạn, này Việt Nam mình làm các bạn. Đó, mấy bên kia bán lúa là ranh giới Campuchia các bạn. Đó, ở đây người Việt Nam mình làm lúa. Đó, cảnh đẹp mình quay. Này là dứa nè các bạn, này là hàng dứa Việt Nam mình. Ngày xưa bây giờ sau này kiếm hàng dứa này hơi bị khó các bạn, tại biên giới là này ở bưng biển các bạn, nó còn quan sơn còn dứa nè các bạn, chứ sau này là kiếm dứa này quay không có nè các bạn. Nó này là cờ nhất Việt Nam, dài nhất nè các bạn, anh em thấy không? Đó, à, bên đây là Việt Nam người ta làm lúa hết anh em. Đó, biên giới mà ta để làm lúa hết anh em, có nhà mọc lên biên giới luôn các bạn. Còn này là nó là chỗ bưng biển, quá trời đẹp các bạn. Hàng dứa mình phái, hàng dứa nhưng mình dành mình đi mình quay các bạn ơi, mình phái các bạn có đường về cờ dài nhất Việt Nam bạn. Đó bạn, cái này đi vô hướng cửa khẩu Thomo này các bạn, ấp 6 mà sao miếu tay đi đường này, đi quẹo vô đây. Còn hướng này ra cầu Bà Vẹt các bạn. Đó, cái này đường đan nhỏ nên mình chờ cái xe nó qua mình mới chạy được anh em. Mình sẵn mình quay luôn, chia sẻ anh em nội dung biên giới như là như thế này các bạn. Đó, nước Việt Nam mình rất là cảnh đẹp, rất là dữ lắm các bạn. Đó, dùng biên giới này rất là đẹp nha. Đó, các bạn giờ hiện đại quá trời, kiếm cảnh này lại hơi bị khó các bạn. Giờ cuộc sống bây giờ 5.0 rồi, nhưng mà các bạn quay lại được cái thời kiếm được ốc dứa nha, bụi dứa nữa các bạn. Đó, khó bị khó lắm các bạn, khó có lắm các bạn. Đi tận biên giới hoặc là bưng biển ở đâu xa sâu mới có được cảnh này nha anh em. Đó, mình quay mình chia sẻ cái vùng biên giới Tây Nam cho bạn. Các bạn cái này là huyện Đức Huệ nha các bạn. Huyện Đức Huệ, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Khu này là xã Mỹ Quý Tây, còn xã Mỹ Quý Tây các bạn. Nếu tới xíu là xã Mỹ Thành Tây. Đó, rất đẹp. Nó chờ cái xe đi qua cái mình. Nó chờ cái xe đi qua cái mình đi được các bạn. Quá đẹp. Các bạn, dứa. Đó, đây là Campuchia nè anh em. Đó, Campuchia đó. Bên kia đám lúa là Campuchia các bạn. Mấy đám lúa đó. Đẹp ghê. Các bạn giờ hành trình mình đi tiếp các bạn ơi. Đó, bên này chở may giao máy điện tử cho cô giáo nữa là xong các bạn. Đường này cờ dài nhất Việt Nam nè anh em, đặt kỷ lục kỳ cờ đó anh em. Đường cờ có dây kéo đàng hoàng chứ không phải là cờ bừa bãi anh em các bạn. Rất là trân trọng các bạn, rất là đẹp, có dây kéo đâu
ở sao vàng mình rất là đẹp các bạn. Đó các bạn, hôm nay mình giao trường Bình Hòa Hưng các bạn, trường tiểu học Bình Hòa Hưng và huyện Đức Huệ tỉnh Long An các bạn, đã tới chỗ rồi các bạn. Này, anh trước nè các bạn, trước cổng vô đó, nhà trường rộng rãi lắm các bạn ơi. Nhà trường rất là rộng. Đó, các bạn, này mình giao mình chi nhánh 2 Đức Huệ, mình giao cái máy cho anh đệ tử mình, đệ tử mình đi giao máy tặng bàn đi, mà giao máy cắt sổ các bạn ơi. Này mình giao máy một kim cho cô giáo. Đó, cô giáo mua các bạn. Cô giáo đi ngang ra cái chi nhánh 2 Đức Huệ, chi nhánh cô giáo thấy vô rồi, cô giáo mua cái máy điện tử các bạn ơi. Trường này tiểu học đó các bạn. Đó, giờ mình giao máy cho cô giáo các bạn ơi, là mình về thành phố lại các bạn. Đó, chi nhánh này là mình xuống mình hỗ trợ anh em. Ở đây đệ tử mới làm không bán không kịp thì nó đi giao không hết được, mình phải xuống hỗ trợ thôi anh em, tại vì mình có một người thôi. Đó các bạn, giờ mình sẽ đi giao cho cô giáo. Đó, trường tiểu học Bình Hòa Hưng nè các bạn. Mình giao cái máy này cho cô giáo thôi. Chị phải có yếm rồi đó. Chim thì miếng nó lỏng quá cũng được. Rồi đám máy cho cô giáo xong rồi về Sài Gòn thôi. Đẹp quá. Đây nhà trường học nhìn thấy trường nó rộng, trường nó xây dựng lâu chưa? Lâu. Cái nhà trường đó là mới xây hay sao? Mới xây. Thêm đúng không? Không đủ học xây thêm. Đẹp quá. Trường tiểu học các bạn, nhà trường này có 3 giải, em học học 2 giải phải không? 2 giải. Ừ. Đi chạy đi. Biết anh chim thêm miếng cái bọc, có cái bọc ở đây, có cái bọc bằng dày, cái chim bọc của nó giảm tốc. Ai thấy anh thấy cái bọc không? Nhưng nó đột sức á, ở trong nó quay rồ dướng đi. Ấy là tốc độ rất là chậm á nha, ấy là em sao này quen đi, để từ từ đi. Quen không mà mới tăng lên. Nó dưới là nghe rột rột dưới rồi đó. Đó các bạn, này là cầu Bà Vẹt đó anh em. Đó, này là cầu Bà Vẹt, cầu này là có trên bản đồ đó các bạn, nổi tiếng các bạn, cầu Bà Vẹt. Đây là đường biên giới cầu Bà Vẹt. Cầu này là đi quẹo qua vô lên cầu rồi, đi qua về Thông Ho được anh em. Đó, quẹo phải lên cầu nè. À, giờ giao máy xong rồi đó, nhưng mà mình thích đi đường này về, đang mình vòng ra Mỹ Thanh Tây và mình quay phim đường về qua cầu Bà Vẹt anh em. Đó, này là qua cầu Vẹt, cầu nổi tiếng đó anh em, là phía dưới Tây Nam đó. Nó lên cầu. Anh em lên cầu là gặp cái đường là dài nhất thế. Gặp cái đường dài nhất anh em. Cái đường cờ dài nhất nước Việt Nam. Nổi tiếng luôn anh em, cái đường đan. Đường này của quốc phòng xây. Đây là Bà Vẹt đó anh em, đó cầu Bà Vẹt là đó, từ cầu Bà Vẹt xuống là anh em đụng một cung đường là cờ dài nhất nước Việt Nam anh em, lúc nào đâu có lá cờ đó, cầm cờ mà có dây kéo lên xuống được luôn anh em. Đó nó đi qua bình hiệp các bạn, đường quẹo trái qua bình hiệp các bạn, còn đi thẳng là về Thơ Mo. Đó, các bạn, mình đi tới Mỹ Thành Tây, mình quẹo Thành Tây, mình về Đức Huệ, về chi nhánh 2 Đức Huệ các bạn. Rồi nhánh hai cái mình cũng về vô nghỉ ngơi xíu rồi mình về thành phố các bạn ơi. Đó, mình phụ bữa nay cái chương trình của mình vậy là xong các bạn, mình về tới thành phố các bạn ơi. Đó, về cầu lớn xong rồi mình lên kho Bình Tân các bạn, mình cực khổ lắm anh em. Đó, có xe này, đợi xe chạy qua mình nó chạy được anh em. Xe này, cái đường này là cái chỗ tránh xe. Đó, chỗ tránh xe này. Đó, phong cảnh là bông súng không bạn, miền quê đó anh em, rất là đẹp nha. Trọc Bạch Đằng quê đẹp. Trời, dài nhất cái Việt Nam anh em, quá dài luôn. Anh em có đường này nè, anh em mình hướng dẫn nha, mình giới thiệu cho anh em là biên giới này nó có nhiều cảnh đẹp đó anh em, ở mình phái về
thư giãn anh em, tại mình biết được cái cuối đất nước tổ quốc nước Việt Nam như vậy nên rất là đẹp nha. Nó chứ phải cuối đất hướng Tây Nam miền Nam của Việt Nam là biên giới là rất là đẹp các bạn. Giờ ngày xưa không đẹp nhưng giờ rất là đẹp, cờ mà nguyên của đường luôn các bạn, rất là đẹp. Nói chung là dân giờ người ta giàu hết anh em, người dân như này giàu có hết này, nên là cái gì ta cũng làm đẹp, từ đường cho đến công tác xã hội người ta làm gì ta cũng đẹp hết anh em, rất là đẹp. Giống như là ngày xưa thì phương tiện đường đi có, giờ đường đi nhà nước mà làm xây đường xây đá xây đất gì đi rất là đẹp, thua ai hết. Cờ nó lá cờ nhỏ sao vàng đó nè, cái này mình chỉ quay một đoạn cho anh em thôi chứ thật sự là nó mình đi này là có 10 cây số là lá cờ thì không anh em. Nó nguyên Việt Nam anh em thấy chỗ nào có lá cờ giống vậy không, 10 cây số làm gì có, nhưng mà ở biên giới Tây Nam này lại có anh em xuất hiện. Đó, cờ đỏ sao vàng rất là đẹp, cờ Việt Nam mình hầu như rất là đẹp anh em. Đó, này rừng tràm cách cái đường ra này cỡ 300 mét là Campuchia, trái là ra là 300 mét là cách Campuchia, còn ở đây là Việt Nam. Đó, cái này ban đêm là sáng trưng anh em, tại vì nó có đèn năng lượng mặt trời nè, thấy không? Người ta sẽ cầm hết năng lượng mặt trời hết luôn, ban đêm là như ban ngày anh em ơi, sáng trưng rừng không. Thôi giờ mình đi về chi nhánh 3, chi nhánh 2 Đức Huệ, cái nặng mình về cầu lớn anh em ơi. Thôi tới đây xin tạm biệt anh em nha. Rồi anh em thương mình thì nhớ vô đăng ký kênh cho Thanh Vàng. Còn ai mà mua máy mua móc thì liên hệ 0828381639, miền Nam mình là bán cả miền Nam luôn các bạn. Miền Trung, miền Nam với ra ngoài ra mình lấn sang ra miền Trung mình gì cũng được, mình gửi xe đòi được hết. Ai mua ai tái trở ráp thì yêu cầu thì mình đi tận nhà anh em, còn ở xa quá có biết ráp thì mình ráp sẵn, mình chỉnh sẵn hết lên ráp lên nhà xài thôi cũng được. Anh em có ủng hộ mua máy giá sỉ của Thanh Vàng thì nhớ liên hệ 0828381639. Đó, Thanh Vàng ráp máy đi mọi nơi, chỗ nào mà Thanh Vàng cũng đi hết anh em. Đó là cảnh đẹp biên giới nha, mình xin kết thúc ở đây nha, mình đi về các bạn ơi. Này mình chọn sẽ xa lắm, mới đường qua Mỹ Đình Tây mới ra được Đức Huệ các bạn. Hồi nãy có đường bên kia có đường đi Huệ nhưng mình không đi, mình đi này mình quay cho các anh em coi. Rồi xin chúc anh em lúc nào cũng vui vẻ và gặp may nhiều may mắn và hạnh phúc năm mới thành công nha. Rồi xin tạm biệt anh em.